ngày 26 tháng 1, đúng 8 giờ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho trên 5,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội đã chào mừng các đồng chí, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ trong cả nước. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, điều hành phiên khai mạc. Diễn văn khai mạc do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày khẳng định, Đại hội 13 của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực, dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Đồng thời, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban văn kiện trình bày nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang nao nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng. Với chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Đại hội 13 của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 91, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 là năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Về tổng kết nhiệm kỳ Đại hội 12 và nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đất nước phát triển nhanh và bền vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa được nâng cao, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, khoảng 5,9%, chính trị xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ. Nhiều vụ án kinh tế tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, sức mạnh quốc phòng và an ninh được tăng cường và củng cố, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định. Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội 12 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện toàn diện nghị quyết Đại hội 12, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, nhất là trong những lĩnh vực quan trọng, then chốt, sự quản lý điều hành nhạy bén, quyết liệt, có hiệu quả của chính phủ và các cấp chính quyền, sự đổi mới phù hợp, đúng đắn về nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tinh thần lao động tích cực, cần cù, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Những thông tin cụ thể về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị nhớ đón xem.